Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, Honda SH 2017 mặc dù mới được lên kệ ngày 18 tháng 11 nhưng nó đã được một người chơi mua lại và độ lại rất ấn tượng. Thì phiên bản mới của Honda SH 2017 mới được bán ra tại thị trường hôm 18 tháng 11 vẫn đang trong cơn sốt giá, thì một biker tại Hà Nội đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng để nâng cấp bản cao cấp 150i và phiên bản ABS lên nhiều cái đồ chơi hàng hiệu. Thì có thể nói là SH 2017 đã chính thức mở màn sau mở màn mua sắm cuối năm bằng việc tăng giá thêm từ 10 đến 14 triệu và tùy theo phiên bản từ khi ra mắt cho tới ngày mở bán xe. Và sau khi ra mắt thì đã rất nhiều khách hàng đã tìm mua chiếc xe này, và để sở hữu nó thì người chơi sẽ phải chi thêm khoảng 10 triệu đồng cho cái tiền đăng ký nữa. Thì chúng tôi giới thiệu cái chiếc xe này, có thể thấy rằng là nó đã được độ lại khá là đẹp và cộng đồng chơi xe đã đánh giá cao cái sự nâng cấp của SH lần này, gồm có là nhất là cái dàn đèn trước full LED thì rất là hấp dẫn rồi, gồm có full LED, đèn pha và định vị, cốp trước thì có cổng sạc điện, thêm phanh ABS cho cả bánh trước và bánh sau. Cái cặp vành thì cũng được người chơi đổ đại là sơn sporty bóng, dàn lốp Michelin City Grip dành cho SH 300i, to hơn xe zin một size, size trước là 110/70-16, còn size sau là 130/70-16. Thì cái dàn lốp này là nó dành cho là SH 300i và được độ lên cái chiếc SH 150i mà phiên bản ABS. Và trong khi cái cơn sốt SH 2017 đang ngày một nóng thì không thể chờ hoãn cái sự sung sướng đó lại, thì một biker gọi là lắm tiền nhiều của là cái thành viên của SH, câu lạc bộ SH Việt Nam đã lập tức độ lại cái bản SH 150i mà mình mới mua bằng một loạt các cái đồ chơi hàng hiệu. Và giá trị của những món đồ này thì không hề rẻ tiền, nhưng khi bù lại nó thỏa mãn những các cái mong muốn mà chủ xe hướng đến. Thì nó gồm có bao tay Sport T-Line và gù lõm Rizoma, tay phanh Biker 2017 Black Matto số 6 và căn chỉnh bản lề chống gãy, hụt Olin chính hãng hỗ trợ bằng bình dầu, có núm tăng chỉnh để chọn chế độ đi nhanh hay là đi chậm, và Po Arapovic Full System. Chiếc Po này thì được nhập chính hãng từ Slovenia. Dĩa phanh trước đi theo xe được thay bằng dĩa Gaffer USA và nắp van Biker. Nói chung là trang bị chi tiết đến tận chân răng. Và để chân sau Biker 2017 màu đỏ đen. Dàn ốc Titan Pro nhìn cũng khá là bắt mắt. Bảo vệ sau dây dầu Biker, nắp thăm dầu Biker 3 chấu. Một số các cái chi tiết ốc khác thì được xử lý bằng Titan Pro. Thì thực sự là trong cái giới chơi xe thì có những người là chỉ quan tâm đến xe zin, nhưng cũng có một số người thì thích một cái phong cách riêng và họ độ lại theo cái ý kiến và cái sở thích cá nhân của mình. Thì đây nó là cái cá nhân hóa, thì mời quý vị và các bạn xem những các cái hình ảnh này và cho cái cảm nhận về cá nhân của mình về chiếc xe này. Hãy like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ tác giả. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.